Đâu má? Sao làm được bốn chứ? Ai biết được? Em cả lúc chị ở mà chiều quá. Rồi ba. Hai đứa bốn. Hai đứa con có mất trật tự không? Không. Đi ra ngoài. À, con Bill cho Yến nhỉ? Chị có đón nó hay là chào? Không biết đâu. Không biết thôi. Ok, chờ tuần về đi. Mai phải make up rồi. Thế chị? Thế. Quá chị thế.
Không trông vào iPad nhá. Thấy này mất trật tự nhỉ. Không chơi không. Nói nhỏ thôi. Không chơi không. Cái gì không dùng iPad. Chị bán một chút là bán gì à? Chị bán không trông. Em là bên iPad à? Luôn. Dạ. Cười. Mà chơi. Dạ. Ai mà cúi đầu lên thì người ấy sai á bị cái mà tắt vào đầu. Nghĩa cho dịch đẹp với em. Này, con làm xem này đi. Hai đứa ngồi ra ăn kia.
cho gần vào tí đi. Nhìn vô đèn thả nó sướng mắt thiệt đấy. Chà, chắc người nước ngoài hay xem. Người Việt cũng xem mà chị.
Chưa nhìn thấy, em chịu khó nói đi. Bảo với cả người quay. Ai đón cái gì? Gì? Bố đúng không? Yến làm lúc quay lên thế đi Yến ạ. Yeah.